Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Hùng. Hôm nay tôi xin chia sẻ bài học của mình ngày 28 tháng 3 năm 2023. Bài học của tôi ngày hôm nay thực sự rất là tuyệt vời. Nó đến từ những kiến thức tôi được học từ hai cuốn sách Sức mạnh tiềm thức hay là Luật hấp dẫn. Mà điều quan trọng nhất là nó đến từ những lời chia sẻ của cô Lanh. Khi mà tôi vào Minh Trí Thành thì tôi học được một cái keyword mà cô Lanh chia sẻ cho tôi. Đây chính là gì ạ? Đỉnh cao của gì ạ? Của cuộc đời là gì ạ? Là sự hòa hợp. Là sự hòa hợp. Bạn hòa hợp với mọi thứ xung quanh bạn. Và từ giây phút đấy thì tôi quyết định rằng mình sẽ hòa hợp với tất cả những thứ xung quanh mình. Những con người xung quanh mình sẽ nỗ lực để hòa hợp được. Và từ cái điều đó, những cái cảm xúc nó chưa được tốt nó đến với tôi thì vì tôi có một cái giá trị là hòa hợp với mọi người và tôi dễ dàng là kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Và nhờ đó thì tôi đã bắt được khá là nhiều bọ cạp. Tôi đã bắt được khá nhiều là bọ cạp và nó giúp cho tôi được cân bằng hơn trong cảm xúc. Và nhờ đó mà các mối quan hệ của tôi dần được trở nên tốt hơn, được hiểu hơn, hiểu nhau hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn. Từ đó thì chúng tôi cùng nhau sáng tạo, cùng nhau làm việc và cùng nhau tạo ra những điều tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng là nếu giá trị là sự hòa hợp, chắc chắn sự thịnh vượng, sự giàu có, sự hạnh phúc sẽ đến với tôi. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào. Nằm xuống hẳn hoi thôi mà.